Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 đô tốc cần CNF. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video Instagram Start Chatbot nè bạn. Rồi, website. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Twitter nè các bạn. Và tweet nè. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Các bạn chỉnh dẫn tweet tăng dài người bạn đi các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn follow kênh Twitter tiếp theo nữa nè. Chỉnh ở Agapo, gọi tụi bắt up lên nè. Các bạn nhấp vào đây, các bạn tweet nè. Các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn tweet nè các bạn. Các bạn gõ A cộng. Gõ đi tiếp chứ... username của nó nha các bạn. A cộng crypto đó. Rồi. Tiếp tục các bạn join kênh seller nè. Join kênh group nè. Join kênh seller nè. Join kênh group nè. Rồi sau đó các bạn bấm nút chat nha bạn. Rồi các bạn bấm vào join này group nè. Rồi các bạn bấm submit tên nha bạn. Rồi, đó. Rồi các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, vào setting nè. Copy username bên chỗ này nè các bạn. A cộng anh 4 số 3 1, 2, 3, 4 số 3 nè. Gửi cho bot nè. Tiếp tục submit đường link profile Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba cánh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, gửi lại cho bot nè. Tiếp tục mình gửi địa chỉ với BNB sẽ mất trên bet20 trên chiếc chocolate cho tất cả các bạn vào. Gửi địa chỉ nè. Sau đó nó hỏi các bạn son kênh group kênh seller không thì bạn bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn submit tin retweet nè. Đâu có bài retweet nào. Rồi bạn submit tin retweet. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tweet nè. Sẽ chấp liên kết nè. Gọi lại cho bot nè. Rồi bạn bấm balance đi chết số cần mình kiếm được nè các bạn. Ok mình đã nhận được 10 đô tốc cần CNF nè. Các bạn dễ lên ghép chia sẻ cho bè những cái thằng nó kiếm thêm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.